Xin chào các bạn, mình đã quay trở lại rồi đây. Hôm nay xin gửi cho các bạn một bộ phim có tựa đề Prometheus, câu chuyện xoay quanh nguồn gốc của loài người và những bí ẩn của hành tinh chết. Một trong những chủ đề được các phi hành đoàn mạo hiểm tìm kiếm câu trả lời Prometheus hứa hẹn cho các bạn những cảnh quay đẹp không thể bỏ qua. Hãy cùng mình nằm xuống thưởng thức bộ phim này nhé. Mở đầu câu chuyện, chúng ta thấy một anh chàng đẹp trai, khoai to trong hình dáng gần giống với con người. Anh đang cầm một chiến chất lỏng có màu tỏi đen xì. Sền sệt, anh quyết định nâng chém tiêu sầu càng sầu thêm. Nhưng tưởng là thần dược, ai ngờ sau khi uống hết, ai ngờ cơ thể người này càng ngày càng biến đổi. Thân thể anh hoàn toàn tan chảy vỡ vụn thành nhiều mảng, nhanh chóng hòa vào nước tháp đang đổ xuống mạnh mẽ. Những mảng DNA của anh theo dòng nước dần phân tán, phát triển tạo ra loài người của thế hệ ngày nay. Năm 2089, tạo đảo Sky 2, nhà sinh cổ học Holloway và So đã phát hiện ra một di tích khảo cổ là một tấm bản đồ. Thiên văn học ở đảo Sky tại Scotland đặc biệt trùng khớp với nhiều di khảo cổ khác đã tìm thấy trước đó. Bọn họ rất tâm đắc những gì mà mình tìm được. Sau tất cả những dữ liệu có được, cả hai cho rằng cội nguồn tổ tiên đang mời bọn họ tới nơi này, được cho là gốc rễ của loài người hình thành ở đó. Một vị đại gia tên Peter Whalen bỏ số tiền khổng lồ để đầu tư cho chuyến đi khám phá thí nghiệm này. Ông khao khát được gặp tiền nhân, cho rằng họ là bất tử. Ông muốn đến hỏi học cách cho mình trường sinh bất tử. Chuyến đi này không đơn thuần chỉ những nghiên cứu. Peter Whalen cần một cơ thể không bao giờ chết, mà sự ban phát của các bậc tiền nhân. Chẳng ai nhìn thấu tâm can Peter Whalen cả. Tiến sĩ Holloway và So được vinh dự trở thành một trong những thành viên không thể thiếu được mời theo. Những phụ trách điều khiển con tàu sẽ là David, con robot hiện đại do Peter Whalen tạo ra. Anh ta thông minh đến mức hiểu được tất cả, nhưng chỉ là không có cảm xúc mà thôi. Holloway và So bắt đầu nói về tấm bản đồ thiên văn mà họ phát hiện được. Nó trùng khớp với một thiên hà cách xa trái đất, và đó nơi là hành tinh LV-223, được cho là có khả năng duy trì sự sống. Và thế là tất cả đi theo manh mối có thể sinh ra loài người. Bọn người đáp xuống một đồng bằng thênh thang rộng lớn. Nơi này trông như tàn sát sau một vụ cháy, chẳng còn gì sự sống cả. Một khối kiến trúc kỳ quặc được bọn họ tìm thấy. Các nhà khoa học mang đồ bảo hộ và chuẩn bị bước ra khỏi tàu. Victor rất sợ chết, cô yêu cầu khi phát hiện gì đó bất thường, không được chạm vào chúng và hãy báo ngay cho cô. Họ cùng nhau đi chiếc xe chở lợn tiến vào bên trong kiến trúc. David cảm nhận được không khí ở đây khá trong sạch. Anh chàng gợi ý mọi người nên cởi mũ ra. Đúng là dễ thở hơn hẳn, thật quả là kỳ diệu. Có vào nút kỳ lạ trong khối kiến trúc ở bức tường, những chất dày có màu như lòng trắng trứng. David thử theo đường dày đó thì một loạt các hình nhân 3D xuất hiện chạy loạn xạ, cả đoàn sợ quá vội chạy khỏi nhỡ bị chết. Cuối cùng đám người phát hiện một thi thể bắt đầu liên đại chết cách đây khoảng mấy thiên niên kỷ trước. Cảm thấy hoảng hốt, Pifin và một người nữa muốn trở về con tàu. David vô tình mở ra một cách cửa và phát hiện đầu cái xác ở trong đó. Bên trong còn có một tượng đầu to, xung quanh là các trụ đá kỳ quặc. Không khí tràn vào các trụ, chất dịch màu đen chảy ra sền sệt. Lúc này một cơn bão địa cầu đang đến và hình thành. Cơ trưởng thông báo mọi người nhanh chóng trở về và để ngày mai nghiên cứu tiếp. So cố gắng mang cái đầu xác trở về nghiên cứu tiếp, còn David thì tò mò cũng mang một trụ đá về tìm hiểu. Họ không biết rằng có những sinh vật sống nhỏ bé đang bò ngổn ngang dưới vũng nhảy đen vừa chảy. Hai chàng trai bỏ về trước khi nãy lại không nhớ đường ra. Họ cứ quanh quẩn dưới cái hang trong này mà không biết ngoài kia bão đang đến. Cơ trưởng đành phải trấn an hai người cố gắng ở lại một đêm cho tới khi cơn bão đi qua. Đoàn của cô nàng sao nhanh chóng quay về. Cô cố gắng giữ lấy cái đầu mặc cho cơn bão cuốn nó đi mất. Cả đám bắt đầu tò mò nghiên cứu, có vẻ như cái đầu bên ngoài là lớp bảo vệ. Sau khi bỏ nó ra thì họ nhận thấy bên trong là một đầu giống như là đầu người. Họ bắt đầu thử kích hoạt các tế bào bên trong nó bằng một chiếc quay kích điện và đôi mắt bắt đầu cử động và máu bên trong cái đầu liền chảy ra. Một vật chất nào đó mà sắp biến đuổi mà không ngừng lại được. Để ngăn chặt thứ không an toàn này, sao cho sát khuẩn trong môi trường ngạt khí khiến cái đầu nổ tung. Họ nhặt những mảnh vỡ đi xét nghiệm thì phát hiện nó trùng khớp DNA của con người, thật là kỳ diệu. Phải chăng đây chính là tổ tiên của chúng ta? David lúc này lấy từ trong trụ đá có đầu nhựa và có hình dáng kỳ lạ trong đó có một chất lỏng màu đen. Anh chàng tò mò thử xem cái thứ đó là cái quái quỷ gì. Thế là David cho chất lỏng đấy vào một ly rượu cho Sắc Ly uống thử. Chàng ta liền thưởng thức và không nghi ngờ gì. Hơi rượu cùng hương thơm quyến rũ, sao Sắc Ly kiềm lòng được. Hai người đã có một đêm mây mưa vui vẻ cùng nhau. Lúc này hai người bị lạc vẫn chưa ra khỏi kiến trúc nhân tạo. Họ vô tình đánh thức con giun trắng trông giống con rắn mất lưỡi. Ít ai biết được rằng mấy con giun to trắng này từ con giun bé nhỏ ăn phải chất lỏng đen sệt mà trở nên to lớn. Chúng biến đổi cả hình thái và khả năng săn mồi. Cả hai báo tin về tàu xin hướng dẫn nhưng không có ai nghe máy. Con vật nhanh chóng cặp lấy tay của Lưu Bơn thật chặt. Pifin cố cắt đứt nó, không ngờ chất dịch chăng vào mũ của anh khiến cái mũ tan chảy. Nó rất nhanh chui vào nón luồn vào người của Lưu Bơn. Anh thực sự phải chết trong sự đau đớn kinh hoàng. Holloway sau khi tỉnh dậy thấy trong mắt mình có một con bọ đang cử động, anh nghĩ đó là số mắt. Cơn bão đi qua, cả đoàn quay trở lại khối kiến trúc lần nữa để nhanh chóng phải tìm bằng được hai người bị lạc kia. Bọn họ tìm ra xác của hai người nằm ở đây. Chuyện gì đó khiến hai người chết rất thảm. David đi một vòng phát hiện một Emrelia đang ngủ đồng, nhận thấy bạn trai mình nhiễm bệnh ngày càng một tệ hơn. So quyết định vội vàng đưa Holloway quay về tàu.
Nhưng Victor đã chờ sẵn ngăn cô lại vì sự an toàn của cả đoàn. Bản thân Holloway cũng nhận ra mình phát bệnh, anh chàng bằng lòng bản thân bị thiêu rụi. Sau đau khổ tột cùng vì đã gần gũi Holloway, nên cô được kiểm tra ngay sau đó. Điều đáng buồn là cô đã có thai với anh chàng Holloway khối thai, mang hình hài của một con ấu trùng. Điều kỳ lạ là cô nàng vốn dĩ đã không còn khả năng mang thai, hơn nữa cái thai đã lớn hẳn 3 tháng. David ngỏ ý đưa so vào buồng ngủ đông chấm dứt sự sống và loại bỏ các mối nguy hại. Cô bắt đầu bò vào buồng tự động để loại bỏ cái thai quái quỷ này. Nó là một sinh vật gần giống như con mực. Phẫu thuật xong so nhanh chóng đắp lắp buồng giải phẫu lại để trừ khử sinh vật gớm kiếp này. Vì Finn mới chỉ bị dính axit từ con giun trắng xinh, anh ta chưa chết lại còn tìm tấn công những người trên tàu nữa. Trong tình huống này, các nhà khoa học phải tập trung lại để giết anh chàng Finn. Cơ trưởng cho rằng với kiến trúc là căn cứ quân sự, không may bị giết chết bởi chất lỏng màu đen sệt. Anh nhận ra khối mang kiến trúc hình hài của một con tàu vũ trụ. Bọn họ bắt đầu tìm hiểu kỹ hơn về nơi kiến trúc này. David thử đánh thức một enzyme trong trạng thái ngủ đông và cố gắng giải thích cho đấng tối cao biết mong muốn của họ. Enzyme từng đi tìm cái chết để kết thúc sự bất tử mà không được. Thật không ngờ mấy con dân này muốn có thứ mà hắn ghét. Kết quả cho việc tìm kiếm ngớ ngẩn là David bị xé nát cái đầu. Tuyệt vọng hiện ra, tuyệt vọng cuối đời mình chả có ý nghĩa gì. Con người rồi ai cũng phải chết, có người muốn chết còn không được. So cố gắng trốn thoát, David nói cho cô biết enzyme sắp điều khiển con tàu đến trái đất, định hủy diệt tất cả bằng chất độc màu đen sệt đó. Không khí ở trái đất là xúc tác để chất đen chảy ra vô tận. Cơ trưởng nhận được tin báo này lập tức vận hành chế độ chết tự biến thành con tàu thành quả tên lửa nhanh chóng để dừng con tàu vũ trụ của enzyme. Victor sợ chết, cô tận dụng buồng thoát hiểm để thoát chết một mình. Con tàu khởi động cũng là lúc Victor tách ra khỏi nó. Cơ trưởng cùng con tàu cứ thế đâm thẳng vào tàu của enzyme, tạo nên một vụ nổ lớn trên bầu trời khiến mọi thứ đều tan tàn. Xác của hai con tàu rơi xuống khiến cho Victor và Sâu bỏ chạy thục mạng để không bị đè trúng. Nhưng Victor bị vấp ngã và không thoát được. Sâu thoát khỏi bị sụp đổ nhưng lại bị chính nó đổ dạp vào người. Thần chết không thu nạp cô khiếp con tàu đổ dạp, kiểu chừa một chỗ hở đủ lớn để cứu lấy chính mình. Sâu vẫn chưa bị đè chết, cô nàng trở lại con tàu và nhanh chóng tìm cách khởi động lại tàu vũ trụ này. Con ấu trùng lúc cô đè ra giờ lớn vãi cả trưởng, nó đang ẩn lấp trong tàu lên cô nàng cầm múa phòng vệ. Lúc này giọng nói của David vang lên bảo cô hãy mau rời khỏi đó. Tên khổng lồ enzyme cũng đang ở trong đó, hắn tấn cô càng. Cũng là lúc Sâu quyết định mở cửa cho con ấu trùng thoát ra. Còn quái vật tấn công cả hai bằng những cái tua mập thịt. Sâu giữ chân hắn lại sau tranh thủ cơ hội chạy thoát, để lại tên enzyme chết đau đớn bởi con sinh vật đó. Cô sau đó tìm thấy David chỉ còn lại cái đầu mà thôi. David cho rằng họ có thể thoát khỏi đây bằng một con tàu khác của enzyme thay vì về trái đất. Cô muốn đến chỗ Andrea để tìm hiểu vì sao bọn họ lại tạo ra con người chúng ta. Sau đó gói David lại và cả hai người cùng rời đi. Cô gửi đi báo cáo cuối cùng về tàu Prometheus rằng tất cả phi hành đoàn đã chết sau khi tới nơi đây. Đây là một hành tinh chỉ có chết chóc và mọi người không nên tới đây thêm lần nào nữa. Cô vẫn tiếp tục tìm kiếm nguồn gốc loài người của mình ở một nơi khác và ngày mai ánh nắng lại lên. Bộ phim kết thúc bằng cảnh của sinh vật dị tợn và hung tợn hơn bất kỳ thứ gì, nó chui ra từ xác của enzyme. Chúng mình hứa hẹn sẽ có phần tiếp theo để giải đáp các câu hỏi còn bỏ ngỏ cho khán giả của mình. Chúng mình sẽ cập nhật cho các ngay nếu có phần sau nhé. Hẹn gặp lại các bạn trong những bộ phim tiếp theo. Bộ phim hôm nay đến đây là kết thúc. Mọi người thấy sao về bộ phim này? Hãy để lại ý kiến ở bên dưới để Vân Anh biết nhé. Và đừng quên đăng ký kênh để ủng hộ mình nha. Bye!